bên phía cả hai bên. Quân Kata Roman Sen. Vâng, đội bạn đó là Yugi cầm Kata. Kỳ BN là người cầm Roman. Sen trong tay của He. Ái chà, nguy hiểm vết nhở. Vâng, Hitty trong tay của Hoàng Công Nghiệp. Trong khi đó phía bên mình, vâng, có hai chém tuyển, đó là Pamidan trong tay của Chibon. Chính là đó ba chém, ba chém tuyển và một chém phủi. Rồi, có thể nói là tứ quy chém trong trận đấu này. Nai là người cầm Yamato. Pamidan trong tay của game thủ Mạnh Hào và một cho son của game thủ U98. Vâng, Quân thì được đánh giá là cân thôi, nhưng bị đội bạn dễ đánh hơn tí. Vâng, Yamato trong tay của Nai ở kỳ kim có 12 giờ, nhưng cần phải tìm hốc. Cần phải tìm hốc. Đây là Chibon. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với Chibon trong trận đấu này. Có một bài đấu mà em mọi người được cầm bàn. Trận đấu chung kết của chung kết. Kami ơi, Mạnh Hào ở đâu Hải Phòng? Chịu chứ. Mấy ông Hải Phòng chịu. Hải Phòng thì em chỉ biết mỗi khu vực Đồ Sơn, em chả đi khu vực nào khác. Và nếu như ít người biết, bố em ở Hải Phòng 20 năm anh còn chưa về chỗ bố em bao giờ. Mình về Hải Phòng là mình mặc định đi ra mỗi Đồ Sơn, chả biết chỗ nào cả. Vâng, bài Pamidan của Chibon ổn. Có quả phụ ngay ở khoảng ra đầu tiên rồi. Tìm quả rất là tươi. À, tôi chưa, tìm voi nữa là tươi. Có voi đưa về là tươi luôn. Vâng, quê em là quê ngoại Yên Bái. Vâng, ở Yên Bái lúc còn nhỏ. Có một voi dành cho chị voi. Về cơ bản thì mình sống ở Hà Nội. Có một voi đưa về. Vâng, để chắc chắn rằng sẽ không bị chậm dần. Trận đấu chung kết rồi. Vâng, nếu như bật được trong trận đấu này, đây sẽ là một cuộc đội dòng tốt của anh với GameTV ở trong C4. Và có thể là sẽ được nghỉ sớm. Vâng, trận này hem mà cầm sen mà còn thua thì chắc là không thể ỉ ôi được ai. Ngày hôm nay chim mấy giờ đánh nhá? Em không rõ lắm. Vâng, thiết kế một chiếc BS để ăn luôn cả 7-6. Bị nhấp nháy. Vâng, như vậy là không thể cân được hai sợi tử. Chị Boy đang đi muốn tìm thêm một đồ ăn mới. Vâng, một đồ ăn nữa để có thể khỏe. Cùng chuyển qua màn hình máy của các game thủ khác. Kami có fanpage không? Vâng, có fanpage nha mọi người nhé. Mặc dù vậy thì vâng, anh em có thể vào đây và anh em đặt câu hỏi gì em cũng sẽ trả lời được ngay. Rồi, đây fanpage của em. Fanpage chỉ để trả lời câu hỏi cho anh em thôi. Vâng, chứ cũng thỉnh thoảng live stream cho vui, nhưng mà live stream ít người xem, không mấy khi live. Đây là cho son trong tay của U98. Vâng, bài cũng có quả phụ và đồ về. 25 nông dân có kích đời ở trong đấu 7, nhưng mà cũng sẽ ổn. Vâng, 7-5-6. Bài khỏe dành cho U98 trong trận này. Trong khi đây là Hào. Vâng, bài Hào cũng ổn luôn. Có quả phụ không anh? Vâng, có quả phụ. Như vậy là bài Pamidan ổn, cũng ổn luôn dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, như vậy là Yamato cũng đủ đồ. Cơ cấu nha. Vâng, bài ba chém của mình đều khỏe. Vâng, bài ba chém của mình đều khỏe. Các mình có đấm lưng chim boy không? Vâng, khó nhỉ. Vâng, câu cái đấy là hơi khó, kèo hơi khoai đấy. 904 với 18 nông dân bàn. Chúng ta cùng chờ đợi Mạnh Hào tỏa sáng trong trận này. Cảm ơn em gái anh hỏi số điện thoại em đấy. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với số điện thoại này. Đấy. Vâng, tất nhiên là em sẽ chỉ nhấc máy nếu như là giọng nữ trả lời thôi nhá. Còn giọng nam cái tắt luôn. Vâng, nâng cấp công dành cho game thủ Mạnh Hào. Mút mắt đô nhà nào. Hào đang có một bài cầm Pamidan ép đời thực sự khủng khiếp. Vâng, tôi không nghĩ rằng 90X mà vâng He lại có thể lên đời vâng sớm hơn so với Mạnh Hào được.
Giọng Kami hay phết đấy ạ. Vâng em cảm ơn anh. Rất cảm ơn mọi người. Kami khôn phết nhỉ. Vâng như vậy là gầm nhà màu 2 của kỳ bên đâu. Cầm Roma ăn ngay được một trận. Làm thêm hai cái ruộng, ba cái ruộng ra nào. Vâng, 3 ruộng trong trận này. Lạc đà bắt đầu đứng xin. Khả năng rằng sẽ one hit được người cầm Roma. Đây là con giò công giáp dành cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, chào tất cả anh em. Rồi, một lạc đà đang vẫn được di chuyển. Có ngựa giò. Nhưng đây là con ngựa giò công giáp. Không dễ để cho đối phương có thể vâng giết chết được con ngựa giò này. Roman dường như đã không ăn được vàng. Cái bầy dân đấy đâu rồi? Đây rồi. Vâng, đang ăn vàng tới từ game thủ cầm Roman. Và lạc đà chuẩn bị đến ơi. Lạc đà đến. Vâng, đây rồi. Mút. Rồi. Vâng, chém được ít nhất là chục dân của người cầm Roman trong trận này. Một bài one hit. One hit người cầm Roman game thủ kỳ bên đó. Vâng, timeline của người cầm Pan đang là 2-2. Vâng, một trận đấu mà bên mình có hai pan nhưng tham lai đang cân. Có nghĩa điều đó có nghĩa rằng tham lai đang đè cho những thành viên của phía KTV. Khi Hào đang một trận đấu chém hiện tại là đang tốt. Vâng, quay trở lại và bắt con ngựa giò. Cắt một lạc đà là đủ rồi. Lạc đà pan chạy nhanh hơn mà. Con ngựa giò nó vòng vào trong nhà rồi anh ạ. Cơ cấu lại đi, vẽ thêm một cái ruộng đi anh. Đấy, một e nữa là được. Một e đi, không con lạc đà mà nó chém vào nó mất tay. Vâng, như vậy là đứng cho đứa lạc đà đứng cạnh luôn. Rất chắc cốp. Và bây giờ là cung R đến rồi. Thì bây giờ cũng đã có bánh xe 7 e. Ồ không, như vậy là đi một khác. Vâng, đen cả nhà chợ đi để có thể chạy. Vâng, bánh xe đã lên xong rồi. Khá khó chịu đối với kỳ bên. Vâng, định ôm bom ngược lại tôi á. Khoai đấy. Rồi, vào trong cánh đi anh Hào. Tham lai là 26. Làm thêm hai cái ruộng nữa. Bài Pamidan đang rất khỏe tới từ game thủ vâng Mạnh Hào. Đây là trận đấu chung kết. Và các game thủ chúng ta đều đang đánh rất quyết tâm. Vâng, đến nhà thứ hai. Đây là game thủ Hòa Công Nghiệp cầm Hitty. Vâng, cho chi boy 100 vàng. Tăng L2. Vâng, he, vâng, đây là một trận đấu mà Hitty trong tài Hoàng Công Nghiệp cũng đang yếu dần. Hitty nhà xấu nhá. Nhà Hoàng xấu đấy, mất bài gỗ rồi. Và đánh máy của Chiboy tham lai là 19. Ổn, vâng, như vậy là Hitty dâng an trong trận này. Thế thì Chiboy ở nhà bắt hết tân cung này đi. Ui ôi, cung tây lắm này. Trời, ôi giời ơi. Vâng, đây là lạc đà pan anh ấy. Đảo rất khéo tới từ game thủ Chiboy tốt. Còn đây là câu chuyện, vâng, quẩn hai tham lai là 42/64. Thủ đi, thủ đi, thủ đi. Khỏe đấy. U98 tham lai là 22. Vâng, mùa 3 dâng, vâng, bắn. Không có vấn đề gì, chạy. Chạy đi, chạy đi đâu thì chạy. Vâng, hay là chạy luôn về nhà nhà đấy. Nhà trong hốc có hốc rộng lắm đấy, 98 ạ. Trong rộng đấy. Vâng, hú được con lạc đà tươi quá. Chạy thôi. Ờ, chạy hẳn về đi. Bây giờ cũng ai nhiều lắm rồi. Đứng đứng trên dốc. Đấy, đấy, đứng đứng đâu luôn đấy. Rồi. Đứng đấy đợi quân họ đến cái là bắn luôn. Và định máy của Nai. Anh em thấy nó có phải không ạ? Vâng, đây là dốc của Nai. Một nhà cứng rất tốt. Cho ba con hoa đứng trong thì tuyệt nhất. Rồi, không làm gì được đâu. Đây đấy, mấy con cung A đứng ở trong cho vào. Đúng, đấy. Hai bác con vào, ít quá nó ấy đấy. Rồi, cứng như quả trứng rồi. Tham lai là 55/56. Tham lai nào, vâng, mình đang đè. Mình đang đè, quay trở lại với Hào. Tham lai là 32. Vâng, đánh fit một nhà trong trận này. Đánh yếu nhà của game thủ Hoàng Vân Công Nghiệp. Vâng, đánh chết hai nhà mà vẫn khỏe. Tham lai vẫn là 32. Phía bên kia chỉ còn xe trong tay của He thôi. Tham lai càng đánh càng đè. Càng đánh càng đè dành cho thành viên của phía Team KTV. Một trận đấu đánh tốt tới game thủ Mạnh Hào. Ép đời là rất mắc bình. Hào đang tìm xung quanh nhà của mình để sợ rằng có một tên vâng tụ y của GDN nhằm ôm bom game thủ Mạnh Hào. Vâng, trận đấu này là trận đấu mà chúng ta đánh theo kiểu không để Mạnh Hào bay nhà. Tìm xung quanh nhà xem có cái gì không.
Vâng, Kỳ BN sẽ định làm thế nào để có thể ôm bom được Mạnh Hào đây? Không thì cứ đánh theo thế phát triển, mình rất nhiều người khỏe. Vâng, Hào đang muốn mình tạt cho người kia đánh cho mồm một hiểu rằng là vâng, kể cả Sen ở nhà một được chưa? Sang đi. Bơm đi, chưa bơm luôn đi. Đủ luôn. Đây rồi, màu hai. Kỳ về nó. Vâng, Kỳ về đầu chúng tôi này. Anh Hào sang chém cho nó hiểu đi. Sao lại không đi quân, áp lực luôn. Lạc đà nó đông như giòi thế này mà lại bảo là không chém 4 rồi. Tham lai là 40 rồi cho game thủ Mạnh Hào. Vâng, Sen ở đâu? U98. Sen ở đâu là U98? Hào đang muốn làm một tên gây áp lực. Trong cánh mồ mồ thì khả năng là 6 giờ. 6 giờ rồi. 6 giờ rồi. Đi. Nó chưa lên 4 ngày ở đâu. Không, nói thế thôi chứ là lên 4 ngày đấy. 70 dân rồi. Vâng, đông đấy, không được. Vâng, đây ra một tên quấy. Vâng, làm cho hay mất tay một tên nào. BC để cho Hào. Vâng, màn hình máy của Chiboy. Anh em phối hợp đục nhà của hay một tên nào. Vâng, đây là Hào. Vâng, đừng có chém BB. Vâng, lộ thế à rồi. Nhưng mà nó vị trí đứng đẹp quá. Chưa ngay rồi. Vâng, vừa đổi bạn vừa lên. Vâng, bên mình đã có Yamato lên 4. Vâng, đóng lờ rồi này. Tí nữa anh sẽ bị đẩy đầu tiên đấy Hào ạ. Chém chết một chưa? Một chết chưa? Gì đó? Một chưa chết này. Anh em đánh một đấy. Anh Hào đẩy con một tên 37 dân kìa. Đánh một đi. Đánh một đi. Hào chém một chết chặt. Ờ thế Hào xong dần. Hào ra người lên 4. Thực nhá, bơm nhiều thực cho Nai nào. Ủa chỉ đá vẽ ruộng ra bơm thực cho Nai. Đến nó thần luôn đi. Mà định máy của Nai. Tham Nai là 97. Đồ máu đồ mủng chưa. Vâng, phù thủy là đông đấy. Hào lao vào một cái là bay luôn nhà một ngay đấy. Hết phù rồi. Rồi chém ruộng bay hết đi. Tham Nai cân thôi. Mới ra 4 kìa. Lửa lủng chứ. Rồi, như vậy là lửa liếc đã có. Mới cầm xa 2 kìa. Vâng, bắt được thằng bắt được kỳ bên đời rồi. Vâng, đây rồi. Đây rồi. Vâng, ổ, vâng, đây chính là ổ của đối phương. Như vậy là chỉ còn một mình Sen thôi. 4 chắc là, vâng, có lẽ là đội bạn đang auto hồi. Vâng, tơn đè tham ngược trở lại. Được chưa? Đây, anh chết bay một chưa? Tiếng... tìm kỹ góc 9 giờ rồi anh nhá. Cần đồ nào, cần đồ hot thần nào. Cần nhìn giữa thực nữa để lên hot thần. Đây là Hào, tham lai là 32. Vâng, đây là máy của game thủ U98. Vâng, tham lai mình đánh thì rất mạnh rồi. Roman trở về thì tham không luôn. Roman của đội bạn tham không luôn. Vâng, kích hot thần thành công. Tốt rồi. Chết rồi. Chưa chết hẳn đâu, góc 9 giờ vẫn còn đấy. Vẫn còn tham, kìa vẫn còn tham ít kìa. Nó toàn dân thôi.
Vâng, hai pan bây giờ sẽ chuyển thành những cái máy bơm. Như các bạn cũng đã biết thì Van Miran vâng đánh không mất bơm đồ, không mất phế. Dường như Hào đang bị đẩy một tơn bởi game thủ Henge. Hào Tam Lai là 21 vẫn đang ăn đồ. Vâng, đây là máy tới từ game thủ Chi Bột. Vào lọt vào nhà của game thủ Henge một tơn không. Vâng, bắt đầu có đạp đôi rồi. Này, bình tĩnh thôi nhá, tích được nhiều hot vào, đừng để bị bắt quân là được. Ăn nhiều vàng hơn tí như này. Ờ thôi chỉ chú ngon đi ạ. À ủng nhìn ám đi ăn vàng đây rồi. Hơi ít hot nhá, từ này là hơi ít hot. Kìa kìa kìa, để ý làm đôi ra kìa. Vâng, đẩy nào, đẩy nào. Kìa, để đánh chùa. Tham Lai 171. Vâng, toàn hot là hot rồi. Dân của Lai không đông lắm. Nào, vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem he he liệu rằng đỡ tờ này như thế nào. Hai pan có lạc đà vào móc máy nhá. Rồi, vào đây. Vâng, vào đây, hey ơi, vào đây ơi. Tuần này ăn thoải mái. Vâng, Tham Lai đang đề lên dành cho thành viên của phía KTV. Rồi, di vào đi. Tầm này là di vào được đấy. Đẩy hết lên nào. Vâng, 3 kích, 4 kích rồi. Đừng bắn nổ bên đời. Tham Lai 2 lít dành cho người cầm. Vâng, Yamato. Vâng, tên này rất khó để vào. Vâng, rất khó để có thể đỡ. Nào, tiếp tục hot đẩy lên. Vâng, không nhiều tay lắm nên là Tham Lai đang hơi chảy một tí. Vâng, màn hình máy tới từ game thủ Chiboy. Thấy bảo là đang lọt vào nhà. Không như vậy là lọt vào nhà 4 một tên. Hồ 3 đang sang đây đỡ. Này, tốt rồi. Vâng, với thế này thì rất khó để cho Roman, để cho xem có thể vâng, bắt được kích hot này của các thành viên của team KTV. Đó là tiền báo về đủ hết 6 giờ rồi. Không, nhưng mà nó vẫn đỡ được này. Tiếp tục đẩy lên. Đẩy lên nào, đẩy lên. Quay lại bắn. Vâng, theo tin báo về của T-Boy đó là đã bay hết ở góc 6 giờ. Vâng, như vậy là 4 lên 4 xong. Tham Lai, vâng, Tham Lai bên mình vẫn đang đi đấy, dí tiếp đi này ơi. Đứng sát sát vào, tên đấy là tên đứng hơi rộng. Rồi, dí thẳng vào đi. Vâng, đứng thành một cục bé bé thôi nào. Rồi. Rồi. Tham Lai tiếp tục được đẩy lên là Millimit. Rất căng thẳng. Vâng, nào dí vào tập trung bắn nào. Có ca to. Vâng, nhìn một vài con ca to thì không ăn thua. Vâng, ca to của Hit nhá. Chưa được đâu, dí tờ này. Rồi quay lại bắn đấy các bạn. Vâng, điều hot đang hơi lởm khởm một chút xíu từ game thủ này.
Đi lên. Bắn đi, chơi đi. Bắn con ca chơi đi này. Tập trung bắn, bắn ca trước. Bắn ca trước, dí nó thẳng vào. Tầm này dí thẳng vào rồi. Vâng, ca thì chúng tôi. Vâng, này thì ca này. Vâng, ca không phải ca thần. Không có gì ngán cả. Rồi, hết. Ờ thì không phải ngán gì đâu, kìa ca hit chơi luôn. Hàm lại càng đánh càng đè thôi. Tiếp tục dí hot lên. Vâng, tiếp tục một tuần nữa dí hot lên. Dí nó lên nào. Dí nó lên hả? Cứ bơm đi, cứ bơm đi. Cứ ăn vàng nhiều vào nhá, bơm nhá. Càng tham càng đánh càng đè nhá. Tham càng đánh càng đè nhá. Rồi, tiếc đấy ca. Ui. Thảo này vẫn là 2 lít dành cho game thủ này. Tiếp tục đẩy lên nào. Áp lực thì đội bạn không thể thở nổi. Vâng, đội bạn đang châu ca để đỡ nhà đấy. Vâng, trong khi đó thì đây là máy của Mạnh Hào. Vâng, chuẩn bị sẽ là những kích đạp đôi, chuẩn bị đẩy lên vào nhà của cặp đôi phía đội bạn, dành cho các thành viên phía đội bạn. Thế ơi, quyết thế ơi. Này thì cầu với chúng tôi này. Rồi, quay lại chơi. Vâng, cái tầm này thì xoắn cái gì. Thế vẫn đang rất động viên đồng đội thi đấu, nhưng tham lai bên mình để rất mạnh. Cầu đi ơi. Vào. Vẫn có ca, bắn ca trước. Vâng, chấp cả ca luôn. Tham lai là 167 rồi. Ôi, hết hot, hết hot, hết hot. Thôi, thôi, bây giờ đứng tụ hot đi như thế này. Vâng, tụ hot. Và đợi đạp đôi của Mạnh Hào. Đây là máy đến từ game thủ Mạnh Hào, tham lai là 152. Vâng, công nghệ đã mắc rồi. Đẩy đạp đôi xuống nào. Rồi, Hào, bây giờ Hào sẽ là người đẩy. Áp lực toàn ca thôi. Toàn ca. Nhưng mà ca của hit nó trâu. Đấy, đẩy đi, đẩy đi. Thắng xong trận luôn nào. Chưa chắc, vâng, chưa chắc thắng hẳn đâu. Hào đẩy luôn nào. Vâng, Hà theo tin báo về đó là 98 đã cuốc sạch vàng trên bản đồ. Vâng, không còn vàng để cho cặp đôi phía đội bạn có thể đánh hot được nữa. Chỉ có thể đánh ca thôi. Hào đẩy hai kích đạp đôi với toàn ca thôi. Vâng, đang điều ca. Dường như ca vẫn đang chưa có bắn chặn gì vậy. Không biết phải không. Chị bò chuẩn bị lên 4. Quyết thế ơi. Khổ. Vâng, đội bạn bên phía Huyền TV và đang rất cô. Vâng, động viên đồng đội. Vâng, động viên đội bạn Quyết. Hai đều trong trận đấu này. Vâng, giả vờ bật. Vâng, giả vờ để dẫn trước 2-0 cho đồng đội chủ quan. Sau đó là bật 3-2. Hề vẫn đang chưa Quyết trong trận này. Vâng, vàng ở đâu ra để cho Hitty có thể chơi hot trong trận đấu này đây. Vẫn đang còn rất nhiều ca. Nhưng vấn đề rằng bên phía bên mình là hai đạp đôi. Đây là máy của Mạnh Hào chuẩn bị đục thẳng ruộng gấp 6 giờ. Vâng, bây giờ sẽ là tơn lao vào tới từ game thủ Mạnh Hào. Và tôi vẫn đang chưa thấy những dấu hiệu vẫn tích cực hơn tới từ đồng đội. Vâng, đội bạn 10.000 một tiếng game ở quán N1 đắt phết đấy. Hè ơi, 10.000 một tiếng rất đắt và tỷ số là 3-2 trong C4 dành cho các thành viên của phía team Game TV. Bật kèo thành công với một trận đấu đánh vâng kích cực kỳ sớm của game thủ Mạnh Hào. Vâng, 3-2 trong C4 và